với ba thùng phiếu tôn hoa sen máy ấm gia đình việt sữa đồng nành pha mi và ác quy gs mỗi thùng phiếu như vậy sẽ có chín phiếu ba triệu và một phiếu ba mươi triệu chúng tôi trộn lẫn với nhau và gia đình sẽ bốc bất kỳ lá thăm nào xin mời chị nghị đạm cà mau